Chào quý vị và các bạn. Đường Tây Thăng Long có điểm đầu xuất phát tại nút giao với đường Võ Chí Công, điểm cuối tại nút giao với đường 32, thị xã Sơn Tây. Tuyến đường rộng 60m, được thiết kế 10 làn xe, mỗi bên 5 làn, trong đó có 3 làn xe ô tô và 2 làn gom xe chạy hỗn hợp. Vỉa hè mỗi bên rộng 8m, toàn tuyến có tổng chiều dài là 33 km. Đây là một tuyến đường đặc biệt quan trọng, có chức năng kết nối các quận huyện ở khu vực phía Tây Bắc với trung tâm thành phố. Trục đường Tây Thăng Long được chia thành 5 đoạn thi công, trong đó đoạn 1 dài hơn 2 km từ đường Võ Chí Công đến đường Phạm Văn Đồng, đoạn 2 từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng dài 3,2 km, đoạn 3 từ đường Văn Tiến Dũng đến Tây Tựu, Thượng Cát dài gần 3 km, đoạn 4 từ Tây Tựu đến đường Vành Đai 4 dài khoảng 4,9 km, đoạn 5 từ đường Vành Đai 4 đến thị xã Sơn Tây dài hơn 20 km. Sau vài năm khởi công, trục đường đã cơ bản hoàn thành một phần trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Tuy chưa hoàn thiện kết nối, nhưng đã góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị của khu vực này. Trong khuôn khổ video này, chúng tôi đề cập đến đoạn 2, đoạn nối từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng. Đoạn này đang bị chậm tiến độ. Theo chúng tôi tìm hiểu và được biết, nguyên nhân chính của việc chậm tiến độ là do giải phóng mặt bằng. Công tác giải phóng mặt bằng đang bị vướng rất nhiều vấn đề mà đến giờ vẫn chưa giải quyết được. Đoạn này các nhà thầu cứ thi công từng đoạn một do vấn đề giải phóng mặt bằng. Có mặt bằng sạch đến đâu thì thi công đến đó. Đặc biệt là đoạn từ sau Ủy ban Nhân dân phường Cổ Nhuế đến Phạm Văn Đồng là nan giải nhất. Có đến hàng trăm hộ dân thuộc diện thu hồi, nhưng theo chúng tôi quan sát thấy thì khu này vẫn chưa giải phóng mặt bằng. Còn đoạn từ cầu sông Nhuệ đến đường Văn Tiến Dũng về cơ bản đã xong giải phóng mặt bằng và đang thi công.